Các bác ơi, em tạm nhận cọc chiếc xe này rồi các bác nha. Sau buổi chiều hôm qua em có lên sóng một cái clip ấy, thì có một anh khách ở Yên Bái có gọi điện cho em và đặt cọc online, hẹn 2 ngày xem xe. Thì do vậy là em cũng xin lên clip này để đính chính lại với các bác, tức rằng là cái xe này em nhận cọc của khách hàng rồi các bác nhá. Đó, nếu như mà trong trường hợp 3 hôm nữa họ xuống, nếu như họ không lấy thì em sẽ báo lại cho các bác. Còn các bác thông cảm cho em rằng là hôm qua rất nhiều người gọi điện cho em, nhưng mà chiều hôm qua em lên sóng ấy rất là nhiều người gọi điện cho em, nhưng bác nào có bác nhanh, rất là nhanh tay các bác ấy cọc rồi nên là các bác mua sau mà không mua được thì cũng hết sức thông cảm cho em các bác nhá. Đó, em lên clip thông báo với các bác là như vậy. Còn về giá bán thì em cũng xin chia sẻ thẳng luôn với các bác là hôm qua em chào bán chiếc xe này với giá là 395 triệu, và cuối cùng là em bán cho bác ở Yên Bái là 390 triệu, em báo rút hồ sơ các bác nhé. Nên là các bác cũng thông cảm, đừng nói em bán đắt hay là nói em bán rẻ gì cả, bởi vì là tiền nào của nấy thôi các bác ạ. Con xe đẹp như này chúng em mua làm sao được rẻ, đúng không các bác? Mua bán về bán lấy uy tín mà mọi người. Đó, rất là mới các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, rất là cảm ơn các bác.